Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ 8. Truyện ngắn Thám Tử Lọ Lem, tác giả Người Thứ Tám các bậc cha mẹ thật bất công. Con gái lớn ầm ầm như thế này mà còn gọi là bé. Tên của mình là Loan, sao không ai thèm nhớ. Đâu phải là Thị Loan Cù Lần, mà là Kiều Loan Hẳn Hỏi. Nếu gọi là Kiều Loan thì mình thích biết mấy. Bé, dạ. Chị Ngọc vừa từ phòng tắm bước ra. Bé Loan đang tay máy thỏi son môi màu vỏ quýt. Chà, màu vàng pha đỏ của thỏi son này trông đẹp ghê. Giá chị Ngọc cho mình thử một tí. Chị Ngọc quắc mắt. Bé, Dạ Đồ con nít, đồ trẻ con Đặt cái đó xuống bàn ngay Chưa đến tuổi thì không được rờ đến nghe câu bé Em không thích chị kêu em bằng bé Mày là con nít, đòi lớn với ai Em không còn là con nít nữa Dù sao em cũng đã 14 tuổi Người ta tính tuổi tròn Chứ không tính ăn gian như mày Mày sinh cuối tháng chạp, sắp sửa Tết Chỉ mới có 3-4 ngày mày đã đòi một tuổi Tiếng là 14, kỳ thật chưa đến 13 Son môi là của người lớn Đồ con nít lo học cho giỏi lát nữa tao cho kẹo bạc hà vừa nói chị ngọc vừa uốn éo tấm thân tròn trịa trước tủ gương cao hơn đầu người chị ngắm thẳng ngắm nghiêng ngắm mặt mũi ngắm ngực bụng ngắm hoài ngắm mãi các bậc cha mẹ thật bất công cùng là con gái đàn chị thì được may áo mới luôn luôn được dùng son phấn tha cửa được tự do đi lượn với bồ còn đàn em thì quanh năm suốt tháng nằm ở nhà bé giờ đây là tiếng kêu của ba ba khắc nghiệt quá rõ rệt với bé kiều loan 14 hay 15 tuổi ba không cần biết là con nít phải ở nhà cho người lớn đi chơi, đồ con nít phải ở nhà làm bài, học bài, đồng thời làm những việc lên kênh khác như gột sạch bùn khô nơi đế giày của ba, chui vào gầm tủ gầm giường, mở mắt thao láo tìm kiếm cái lò xo nhỏ xíu trong cây bút nguyên tử của chị Ngọc. Chị gác chân lên bàn, múa tay theo điệu nhạc giật gân, rồi để rơi nó lúc nào không biết. Dạ. Yeah. Ừ, hôm nay bé có vẻ ngoan, con bị đau cậu hả? Nói mau lên đi, tao không có thời giờ chờ mãi. Thưa bà, tối qua còn đau, còn hôm nay. Khỏi rồi sao? Bịt đau họng không lành ngay được đâu. Phải dưỡng sức vài ba hôm mới bình phục hẳn. Bà má và chị đi cine, phim hay thật đấy. Nhưng cine máy lạnh sẽ làm con đau lại. Đau rồi lại nghỉ học thì phiền lắm. Rồi chị Ngọc sẽ kể lại chuyện phim cho con nghe. Nhưng thưa ba... Bà... Bé Kiều Loan sử soạn đi một đường năn nỉ kèm theo mấy giọt nước mắt long lăn trên má. Bà rất nghiêm nhưng cũng rất hiền. Đòn nước mắt thường khiến ba thay đổi lĩnh cấm đối với bé Loan vào phút chót. Bé này. Dạ. Chết rồi, má vừa trang điểm xong đang trở lại phòng, oai vệ hùng dũng như vị đại tướng. Về mọi phương diện, má là xếp sòng trong nhà. Má nói là ba ok cái rụp không ai dám phản đối má. Không có xin ai gì, bé phải ở nhà, coi nhà, bé lười lắm, ai cũng phàn nàn. Bé kiểu Loan im thiên thít. những giọt nước mắt sang ta vừa ra khỏi khóe mắt vội vàng thu lại. Má hỏi chị Ngọc Con có đi không? Trời ơi, chị Ngọc được mời mọc đàng hoàng Chị có quyền đi hay không đi Quyền đi xem chiếu bóng hay đi du dương với anh bồ Có mái tóc dài lê thê Cái áo may chật muốn rách Và đôi giày cao như đại lữ quán hàng chục tầng Thưa má, con đi coi phim khác Phim khác có nghĩa là cho ông bà dè yeah. Nghĩa là chị có hẹn với bồ Thật là sướng Má không mắng chị tiếng nào Còn gái lớn mà lị Má chỉ nhún vai Nhớ về sớm nghe Ngọc hai tiếng về sớm chỉ là cách nói chiếu lệ nhiều đêm còi giới nghiêm đã hú ngoài đường vắng tanh vắng ngắt mà chị vẫn chưa về bà má đi trước nhưng chị ngọc vẫn còn rền rang mặc áo này xong lại thay áo khác cũng may tủ áo chỉ gồm vài chục chiếc nếu có vài trăm thì có lẽ chị mặc suốt đêm chưa tìm ra chiếc nào vừa ý bé này dạ cái ấy của tao đâu rồi cái ấy là cái gì chị ngọc vẫn có lối nói vớ vẩn bất cứ vật gì chị cũng đặt tên là cái ấy Bé Loan ngước cặp mắt trong veo nhìn chị. Chị Ngọc quát. Đi tìm cái đó cho tao, rõ là con gái ngu. Tao không mua kẹo bạc hà cho mày nữa. Mấy chục một gói chứ ít à. Ngu như mày, nhai kẹo bạc hà phí cả tiền. Mắt Kiều Loan rưng rưng. Nhưng chị không nói rõ cái ấy là cái gì thì làm sao em tìm được. Chị Ngọc à một tiếng. Tao quên, là cái đồng hồ của tao. Nhưng mày là em tao mày không được quên. Thôi, ở nhà học bài cho được việc, tao đi đây. Cắn cửa dập lại một cách tàn nhẫn. Bé Loan có cảm tưởng như chị Ngọc vừa tát bé thật đau. Của đáng tội, chị không đánh bé bao giờ nhưng chị rất độc miệng. Lời nói ác ôn của chị còn làm bé đau hơn cả những cái tát cháy má. Kiểu Loan thời dài ngồi xuống bàn, cuốn sách toán mở rộng trước mắt. Cô bé cố học mà những con số đen xì hoàn nguèo phiến loạn cứ rủ nhau khiêu vũ trong óc. Trong cuộc đời kẹp tóc của bé, bé chưa ghét môn nào bằng môn toán. Bé thích được lang thang ngoài phố miệng ngậm kẹo bạc hà, thích được coi cine máy lạnh phim cao bồi bắn súng đi đùng với cây kem eskimo bọc súc cô la thơm rượu nước miếng có tiếng chuông điện thoại lại chuồng điện thoại bé là cái tổng đài trong nhà hãy chuông điện thoại reo là bé có nhiệm vụ nhắc máy và hỏi ai tiếng là điện thoại của ba má nhưng khách điện thoại của ba má rất ít phần lớn là bạn trai của chị ngọc ăn bồ mới của chị tính nóng như lửa chị trễ hẹn là anh kêu đến hỏi lý do đây Kiều Loan không có thiện cảm nhiều với anh ta. Điện thoại reo cứ reo, chờ lát nữa cho bỏ ghét. Cái ăn này mới dai chứ, thì đành phải trả lời vậy. Mình mà phớt lờ chị Ngọc sẽ hài tội mình. Chị mắt ba má thì mình bị cút cái khoản đi chơi ngày Chủ nhật. Alo. Kiểu Loan bị đau học, giọng nói hơi ồm hoàm, không thanh tao như mọi bữa. Bé đang sừng cổ, tiếng oan vàng biến thành hồi còi xếp lê của cảnh sát ở ngã tư đèn đỏ. Từ đầu dây, có tiếng đàn ông, không phải là tiếng nói quen thuộc của anh bộ chị Ngọc. Lạ thật, người trong điện thoại nói rất nhỏ, dường như sợ có người nghe trộm. Alo, em từ Phú Thọ phải không? Nhà bé Loan gồm có hai chị em, không có hai ba tư gì ráo. Loan nghe nói Phú Thọ là một vùng ở tận cùng tận kiệt chợ lớn. Bà má từng lái xe cho Loan qua đó một lần. Bé ngạc nhiên muốn đáp, không, em là bé Loan. Nhưng khấu nổi, cổ họng bé như vừa bị một cục đàm chặt nghẹt. Phần khác, người ở đầu dây nói liền tù tì một hơi, như thế sợ bị cúp điện thoại. Nè, em từ Phú Thọ, em chưa quên ăn, xong nghề của chúng mình thì quen nhau từ trong máu. Và lại, chính thằng Lâm thổi kèn giới thiệu em với anh. Em còn nhớ thằng Lâm không? Chắc là nhớ, nó cũng ở Phú Thọ dẫm nào với em. Trong thời gian nằm ấp, nó trở nên hiền khô, nhưng nó sắp được về. Nó nhờ anh hỏi thăm em. Khi anh từ ấp ra, nó ghi số điện thoại của em vào giấy đàng hoàng. Anh nhét ở đâu quên mẹ nó mất nhưng cũng chẳng sao, anh đã nhớ ở trong đầu. Và phút này anh gọi cho em đây. Mới nhắc nghe tiếng nói là anh đã nhận ra em liền. Thằng Lâm thổi kèn cho biết em có giọng nói khàn khàn, dễ thương kinh khủng. Kiểu Loan cảm thấy nhột nhạt và thích thú. Cả nhà từ ba má đến chị Ngọc đều dè biểu chê bai giọng nói của bé. Bé chưa đầu học, cả nhà đã chê giọng nói ống bơ rỉ, giọng nói vịt đực, giọng nói chuồng rè. Bé thèm được khen, người đàn ông lạ này vừa mang lại niềm vui cho bé. Tuy vậy, bé không phải là em từ phú thọ bé cần phải đến chính bé há miệng to nói thì người đàn ông ở đầu dây lại nói thêm một tràng rốt cuộc bé loan đành im lặng nằm khản trong ngôi nhà rộng được người lạ trò chuyện thì cũng hay đừng ngại gì cả em tư bọn anh đang tụ họp tại đây có một việc thơm như muối mít muốn giao cho em việc này khó đối với thiên hạ chứ đối với người tài hoa như em thì có khó khăn gì chỉ giống như việc em làm nổi tiếng ở phú thọ hồi ấy thật à thôi nhún nhường làm gì cô em vấn đề địa thì ê hề, em chỉ gật đầu một cái là được. Để em suy nghĩ đã. Có cái mẹ gì mà cần suy nghĩ hả em? Anh hiểu rồi, thằng Lâm nói em không ưa trả tiền sau. Ok, bọn anh sẵn sàng A à Văn. Địa, A à Văn, tuyết suyệt là những danh từ lạ hoắc đối với bé Kiều Loan. Tuy lớn xác nhưng học dốt hết chỗ nói. Nhưng bé không dám hỏi nghĩa vì sợ bị người ta cười. Thế nào, em Tư đã bể hũ chưa? Bé Loan đã từng nghe tiếng bể hũ nhiều lần một lần chị Ngọc sơ ý đánh rớt cái hũ đựng đầy dưa món từ nắp tủ lặn xuống đất vỡ nát. Ba cũng đầu chị. Còn đẫm này, mày làm bể hũ củ cái ngon nhất của tao. Lần khác chị Ngọc cũng dùng tiếng bể hũ mà bé Loan chịu cứng không hiểu tí nào. Số là chị có tính khôn lói. Bắt bồ một lúc với ba bốn cậu hào hoa phong nhã. Chị hẹn mỗi cậu một tuần. Nhưng rủ cho chị, hai cậu lại gặp nhau ngay trước nhà. Bị lộ, chị thở dài. Vậy là bể hũ. Bé Kiều Loan chưa đến tuổi yêu lung tung cũng chưa hề đánh vỡ bình cụ cái, nghĩa là chưa bị bầy hũ, bé liền dấu ngó hăng say. Vẫn chưa. Tuyệt cú mèo, nếu em bị bầy hũ bọn cớm bám sát từng bước thì em hết bề làm ăn. Này em Tư, em dư hiểu tại sao anh không thể nói rõ trong điện thoại, anh đến gặp em tại nhà nhé. Nhà em à? Không lẽ tại ấp Chí Hòa? Bé kiểu loàn, nhú mày, suy nghĩ. Đi xem chiếu bóng với ông bà già kè kè một bên còn không xong. Huống hồ mở cửa rước một thanh ni lạ vào nhà. Ba má biết được thì ốm đòn. Bé liền dãy này. Bất tiện lắm anh ơi. Anh biết rồi, em sợ thằng kép của em nó xưng cô tặng cho một đường giao con chó. Đối với anh thì gặp ở đâu cũng được, sang phú, em muốn gặp ở đâu. Mệt ghê, từ thuở lớn đến giờ bé Loan có dám hò hẹn với ai đâu. Đôi khi cũng có, nhưng là hò hẹn với mấy con bạn thân cùng lớp. Để mình nghĩ xem sao. Tuần trước con bạn rủ mình xuống phố mua hộp trì màu, nhà mình ở gần Rạp Rét. Mình hẹn nó trên ghế đá ở đó, ngồi trên ghế đá công viên với cây kem Eskimo trong miệng. Trời ơi, mới nghĩ đến nước miếng đã kéo lên ào ào. Thôi ở ghế đá trước rạp rác đi. Ok, chừng nào. Em sửa soạn đi ngay. Ok, em có thể nhận diện anh dễ dàng. Em thấy thằng con trai nào trạc 25, ban đêm vẫn đeo kính mát tổ bố và mặc sơ mi dài tay màu vàng chói thì đó là anh. Tên anh là gì? Suýt nữa anh quên, anh là xấu hiền. Mặc dầu bộ mặt của anh không hiền một ly ông cụ nào. Về phần em, anh có thấy mặt em lần nào chưa? Chưa thấy, nhưng không cần. Thằng Lâm thổi kèn mô tả hình dáng em rất kỹ. Nếu đúng như lời hắn thì em có cái miệng rộng, rộng mà xinh, nhất là bộ tóc dài. Miệng bé loan được liệt vào loại khá rộng. Chị Ngọc thường ví von đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Và mỗi lần chị Ngọc ví von, bé loan lại tức muốn khóc. Tóc bé cũng dài, gần ngang lưng là ít. Bé cuộn cao thành đuôi ngựa vắt véo. Thôi chào. Kiều Loan vội nói. Thông thả đã, Xong Sáu Hiền đã gác máy. Tâm thần bứt rứt, bé cần phải cho anh Sáu biết bé là bé chứ không phải là cô tư phú thọ của Lâm Thổi Kèn. Kiểu Loan lặng người giờ lâu bên điện thoại. Trò đùa của cô bé hơi nguy hiểm. Bé không đến nơi hẹn không được. Lỡ anh Sáu có việc quan trọng thì sao? Bé đã hứa thì bé phải đi. Ba má và thầy học của bé thường dạy bé trong mọi trường hợp là không được lỗi hẹn. Và lại nằm một mình trong ngôi nhà rộng với chồng sắt vỡ chi chít chữ thật là chán. Chị Ngọc được bát phố nghênh ngang với bồ tèo. Mình cũng là con gái như ai, thiết tưởng, nên được ba má châm trước. Mình trốn nhà đi đại một chuyến xem sao. Trước nửa đêm, cine mới vãn tù, mình còn vô khối thời giờ. Kiều Loan chạy vào vào phòng chị Ngọc. Quần áo của chị treo từng dãy, ta có, đầm có. Bé Loan mặc áo đầm đẹp hơn áo dài. Mặc quần pát quét, lòe xòe, che kín để giày tắc rưỡi thì bé chẳng thua người lớn bao nhiêu. Thân hình bé nảy nở ra phết. Bé có thể mặc vừa bộ đồ mới may của chị Ngọc, dĩ nhiên là không vừa lắm nhưng chẳng sao vì ban đêm trời tối ai mà nhìn thấy. Bé Loan mở ngăn kéo bàn phấn của chị Ngọc chộp lấy cây bút chì đen. Bé từng quan sát chị vẽ mắt, lót kem đánh phấn tô son. Bé vốn khéo tay, chỉ ngoáy một cái là mắt có vàn đen tuyệt vời. Bé nhồi cả đống phấn trắng vào má, bụi phấn bay lung tung, làm bé nhảy mũi liền hồi. Bé nghiêng đầu soi gương để tô môi rồi quẹt thật nhiều, miệng bé đỏ chói như mặt trời. Bé hơi bối rối trước đôi giày cao gót của chị. Giày của bé toàn là một thứ thấp le tè. Nói cho đúng bé chỉ được má mua cho hai đôi, đôi đi học và đôi đi chơi. Trong khi ấy chị Ngọc có cả một núi giày dép. Muốn trở thành tư phú thọ, bé phải dẫn giày cao. Bé lóng cống trượt chân, chưa quen với những đôi giày cao, bé suýt té ngã. Bé tập luyện một lát, hai chân mới đứng vững, khi ra đến cửa vẫn còn té lên té xuống. Nhà bé ở giữa hẻm, xóm giềng toàn là người quen, nhưng bé không sợ mấy. Vì giờ này mọi người đã ăn cơm, con nít lo học bài, người lớn đọc báo, tiền điện tăng, những ngọn đèn ở hàng hiên được tắt hết. Bé không sợ bị bà con cô bác thấy mặt, dầu sao bé cũng phải thật trọng, nhìn ngang nhìn dọc một phút, không gặp ai, bé vù ra đường lớn. Bé không điện vẫy taxi, vì lẽ dễ hiểu là bé không có tiền, nơi hẹn lại không xa, cặp giò của bé đi bộ từ Sài Gòn ra Huế còn được nữa là. Khốn nỗi đôi giày cao gót làm cổ chân bé trật trẹo, bé đang khập khiễng trên vỉa hè lồi lõm thì một chiếc taxi đậu xịt một bên. Một bác tài ló đầu ra khỏi khung cửa xe lễ phép hỏi, mời bà đi taxi. Vừa nói, bác tài vừa lẹ làng mở cửa. Nghe bác tài kêu bằng bà, bé loan khoái trí tử. Nhưng bé chưa kịp đáp, thì điều bé lo nhất đã hiện ra lù lù bằng xương bằng thịt. Bé sợ bà con cô bác bắt gặp, thì đây là vợ chồng bác Thành, nhà bên cạnh nhà bé. Hàng ngày sang chơi với ba má, vừa từ đường rẽ cắt nơi taxi đậu 15 mét, khiến khạc bước tới. Vợ chồng bác thần nổi tiếng là mắt da mắt thịt, thân thầy hai bác choán gần nửa vỉa hè. Mắt bác gái lại sắc hơn dao cạo, bé Loan không cắt nào trốn thoát. Bác gái mà mắt ba má cũng chưa đáng ngại bằng bác ngồi lê đôi mắt trong hẻm. Khiếp, con Loan mới 12-13 tuổi đầu đã mặc đầm xòe, diện dày đăng sinh, bôi trét đủ thứ phấn trắng phấn đỏ và đi chơi một mình. Đúng là con gái hư thần mắt nét. Hoảng hồn, bé Loan chui tọt vào cái miệng rộng hoác của cửa taxi, Vợ chồng bác Thành vượt qua taxi chưa nhìn thấy bé. Hú vía, nhưng họa vô đơn trí, bé chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã tự động đóng lại. Bác Tài ác ôn rồ ga, dứt khỏi lề phóng vùn vút trên đường nhựa, bắt đầu thưa vắng. Bé Loan trụt rè. Bác Tài à? Bé Loan kêu bác Tài để xin đậu lại. Bác Tài là dân lái đêm thành thạo, ngay sau khi xe chạy đã kiểm soát phía sau qua kiến chiếu hậu. Bác hỏi với giọng thân mật, công việc có khấm khá không bé? Bé Loan thường nghe ba đáp lời bạn bè hỏi thăm công việc. Dọng này công việc trì trệ. Ba bán hàng xỉ nhập cảng cho một số tiệm tạp hóa. Hàng hóa bị ối động. Bán chưa hết, ba chưa giao cho người ta. Ai hỏi thăm ba đều than thở. Bắt trước ba, bé Loan chép miệng ai oán. Nhắc đến công việc thêm rầu bác ơi, cả tháng nay chưa có người khác nào. Bác Tài cũng chép miệng thông cảm. Tội nghiệp, vậy cô lấy gì mà sống? Bé tiếp tục bắt trước ba. Thì cũng lai like rai thôi. Cô bé đi đâu đây? Đến nơi rồi, bác cho cháu xuống. Bác Tài thắng rẹt gần tòa đô chắn. Bé Loan thoát xuống xe vòng ra đằng trước, giơ bàn tay muốn mỉm chào bác Tài trung niên. Có bộ râu lấm chởm nhiều ngày chưa cạo. Cảm ơn bác. Bé quay đi, nhưng bác Tài gọi giật lại. Kìa cô bé, như thế nghĩa là thế nào? Bác Tài rút chìa khóa công tắc, tông cửa rượt theo bé Kiều Loan. Thái độ giữ dằn đột ngột của bác làm bé hoảng sợ, tháo lui một bước. Bác vươn hai cánh tay trần lực lưỡng, như sắp sửa bóp nát cái đầu xin xèo của bé. Không kịp nghĩ ngợi, bé Loan vùng bỏ chạy. Một chiếc Honda chở hai người từ ngã tư tự do phóng tới, suýt đâm vài bé. Người lái trổ tài cao bồi mới khỏi gây tai nạn. Bé vến tài, nghe tiếng chửi tục tàn. Bé vượt qua đường, đặt chân lên nệm cỏ công viên trước rạp rách, thì bác tài vừa rượt tới, hùng hổ. Có chịu đứng lại không thì báo. Phần vì giày cao gót, phần vì bước nhầm cái hố, nên bé Loan hụt chân, ngã chống kênh. Bác Tài vồ lấy bé sửa soạn lập thịt. Một người đàn ông tiến lại. Y đều kiếng mát kết xù, mặc áo sơ mi vàng, bó chặt. Đúng rồi, đây là anh Sáu Hiền, cứu tình của bé. Bé gọi thất thanh. Anh Sáu, anh Sáu. Sáu Hiền đỡ bé dậy, gạt bác Tài ra. Chuyện gì thế? Bé Loan đáp. Em đây, em không khoái taxi, ông ta cứ đẩy em vào, rồi lại toàn làm dữ. Sáu Hiền cười, hàm răng vàng lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Thằng Lâm thổi kèn ta đúng ghê. Nó nói em có tính đi taxi không thèm trả tiền. Xe đang chạy thì em vọt xuống. Tài xế chỉ còn nước than trời. Lần này chắc em lính quýnh nên bị bắt. Bác Tài phân bùa. Ông nghĩ coi cô ta chơi vậy có được không? Sau hiển, ấn vào tay bác Tài một tờ bạc, miệng trời ra. Được chứ sao không? Tối nay nổi hứng đàn anh trả tiền, lần khác thì đừng hòng. Ale, lấy một trăm rồi xéo gấp. Kéo đàn anh đổi ý kiến thì long thấy sẽ bất an. Bác Tài lũ thủi lui ra xe. Sáu Hiền điềm nhiên ôm cánh tay bé Loan đến cạnh cái xe hòm đen dài ngoằng, đậu trước xe bánh mì thịt, đúng là món ăn khoái khẩu hàng ngày của bé. Nhanh lên đi, bọn nó đang chờ. Anh chờ em lâu chưa? Cũng lâu rồi. Trong xe có hai người đàn ông mặt mũi lầm lì, đầy sẹo và mụn. Sáu Hiền giới thiệu người ngồi băng sau. Đây là Chín Nạm, em Tư. Bé Loan hỏi. Anh là người bác à? Chín Nạm đát. Đúng, tại sao em biết? Vì phở bắc có tô chín nạm ngon kinh khủng. Em từ đùa hay ghê Thôi đòn phép nhau làm gì Chắc chị cả đã nói với em về ăn Khổ quá Hết lâm thổi kèn Rồi đến chị cả Người ta biết mình mà mình chẳng biết người ta Chín nạp giải thích với xấu Hiền Hồi năm ngoái nằm ấp ở Biên Hòa Tớ chip được một cô nương văm đáo đẩy, Hơn tớ 8-9 tuổi xong trẻ thật trẻ Con gái ở đó sợ như sợ cọp Tục gọi là chị cả Chị cả tâm sự nhiều với tớ về hành động của em từ Phú Thọ Văn Kỳ Thành giờ đây mới được bái kiến em cả bọn cùng phá lên cười chín nạm rón rén nhít sang bên bé kiểu loan nói còn rốc em ngồi thấy đúng rồi chín nạm đáp sợ cái giò heo đụng em giò heo ở đâu bé chưa nhìn thấy mấy người này chắc điên đi xe hơi chở giò heo theo giò heo đụng thì càng thích chứ sao bé vốn thích ăn giò heo chấm nước mắm phú quốc dầm ớt cay Chà bún giò heo của bà cụ bán trên lề đường đối diện rạp rách ngon có thể chết được xấu hiền phà hơi thuốc lá vào mặt bé loan Thôi đừng vớ vẩn nữa, cô đã bắt bồ với chị cà. Này, chưa biết em Tư Phú Thọ là tay đẹp có hạng à? Đồ ngu, em luôn luôn thủ trong sắc khẩu côn, đớp phát nào trúng phát ấy. Đừng thấy con nhỏ mà khinh rẻ, có ngày phải mặc sơ mi gỗ đó con. Bé Loan ngồi chính giữa, hai gã đàn ông kèm hai bên. Tất cả chui vào một căn phòng ở tầng chót một building tối om bên kia sông Sài Gòn. Căn phòng sặc mùi thuốc lá và rượu mặn. Một đống người quây quần quanh cái bàn vuông ở góc, đang chơi xì dắt một số gác trên lên bàn, nốc rượu tì tì, một số coi tivi. Thấy xấu Hiền, mọi người đang ồn ào như chợ cá Trần Quốc Toán, bỗng im phang phát. xấu Hiền kéo ghế cho bé Loan ngồi. Có nữ tướng rồi chúng mày ơi, ăn mừng đi. Núp chai, mở kêu đùng đốp. Một người râu ria sán lại mời bé một ly rượu đầy ắp Thì ra là em từ phú thọ đây à? Trừ khi ăn cận thị nặng, nhìn mặt em bố đứa nào dám bảo em trên 20 tuổi. Dĩ nhiên là bé chưa tới 14, chứ nói gì tới 20. Bé ướt ngực chuẩn bị nói Em chưa đến 20 vì em không phải là tư phú thọ Vì em là bé Loan Văn thị kiểu Loan Còn ông Văn Văn Minh Chín nạm oang oang Cận thị nặng hay không mặc xác mày Mày là thằng ngu nhất trong băng Em tư chưa đến 20 thì bộ em là con nít à Còn lại như mày Mày ưa chơi với con nít Coi chừng em tư chưa đến 20 của mày là một cây nhu đạo Mày láng chán là em quật gãy xương sống Thằng ngu à Em chuyên đóng những vai con gái mười mấy tuổi nhà lành Nên em phải làm cho trẻ và lại em là khách hàng nhãn mặt của mấy tiệm căng da sữa mũi. Có nếp dành thì Mỹ Viện nó giấu đi, khó khăn cái con mẹ gì. Sáu hiền, xua tay. Thằng Chín nói đúng, thôi bọn mày đừng lắm miệng nữa. Công việc gây go không dễ ăn đâu mà ngồi tán láo. Này em Tư, cocktail đặc biệt của anh, em thưởng thức xem có được không. Bé Loan có cảm giác như cuốn học bị đốt cháy. Đã đầu cuốn học lại càng đau thêm. Bé không dám nhổ thứ rượu cây xè này ra. Sáu hiền bắt ghế một bên, bắt đầu câu chuyện. Công việc thế này, băng của anh đông vô kể, từ mấy năm nay ai cũng đàng hoàng riêng chỉ có một thằng bố lẻ bố lẻ chuyện thường thì còn đáng tha được đằng này nó thiếm sực ráo trọi vì vậy anh quyết định cho nó đi tàu suốt đi tàu suốt à phải phải nghiêm như thế đàn em mới sợ nó trốn chui trốn nhủi ít lâu giờ mới trường cái mặt mo ra nó định nên vù qua mặt anh dễ dàng nhưng điều nó không ngờ là anh có người theo nó sát nút tuy xịt nó là chuyện nhức đầu vì nó khôn như ranh luôn giấu tỏi trong mình nó đẹp lại cừ khôi thêm một lý do khác không cho phép ăn xịt nó. Vì tất cả địa của vụ làm ăn năm ngoái đều do nó giữ. Anh còn chưa nói với em năm ngoái băng của anh ăn hàng một trướng lớn, đưa địa cho nó cất và nó chuồn thẳng một mặt. Tội nó là tội đi tàu suốt, nhưng trước đó phải moi xem nó giấu địa ở xó xịn nào em hiểu chưa em tư. Bé Kiều Loan nghe như vịt nghe sấm. Riêng tiếng đi tàu suốt bé đã mít đặc, phương trì xấu hiền còn tuôn thêm những chữ ấm ớ như xịt, tỏi, địa. Sáu hiền vẫn tiếp tục nói nó lớn hơn em một đống tuổi lại có máu bầm lăm chuyên trồng cây si với ghế chăn cốm đặc biệt là chăn cớm nhà lành trông em có vẻ nhà lành nhiều con nhỏ tay sai của anh đã tìm cách bắt bồ với nó nhưng đều thất bại như anh đã nói nó rất thính hơi con nào hớ hên hơi tò mò một tí là nó đề phòng ngay nếu em hớ hên nó phăng ra em nằm trong băng của anh nó sẽ không nương tay đâu bé loan liếc cái đồng hồ trên tường chết rồi đã gần mười rưỡi sắp đến giờ ba má về nhà phải nhận lời đã ra đến đường rồi tính Mất độ bao lâu hắn sao? Còn tùy, nó có ưu điểm khác người, khi khoái ai là nó chiếm cho bằng được, nó ai là sâu -so liền chứ không rền rang. Trong trường hợp nó không khoái thì theo nó cả tháng nó vẫn lặn ngắt như cục nước đá. Bởi vậy phút gặp gỡ đầu tiên là thời khắc quan trọng nhất, cá phải cắn câu là phải cắn ngay từ lúc đầu. Được, đồng ý. Anh biết nơi nó thường đến hàng ngày, nó chỉ đến một nơi nên chắc chắn em sẽ gặp. Anh sắp sẵn một kế hoạch tuyệt vời rồi em sẽ phục lăn. Việc thứ nhất của em sau khi cá cắn câu là hỏi nó giấu đi ở đâu. Việc thứ hai là rủ nó đi nhảy. Nếu nó từ chối thì sao? Nó mê nhảy hơn mọi thứ trên đời. Nhảy với ghế chăn cốm là điều nó hằng mơ ước, bảo đảm với em. Em đề nghị là nó ok vô điều kiện. Và em yêu cầu nó đưa em đến hộp đêm lọ lem. Chà, lọ lem à? Cái tên ngon quá nhỉ? Lọ lem là con ghế nhỏ tuổi. Nó kén con ghế lọ lem thì ăn chẳng tiếc gì. Hộp đêm này do anh làm chủ. Mới khai trường mấy bữa này, nhân viên từ vũ nữ bồi rượu đến khách chơi đều là đàn em của anh. Thôi chúng mình lên đường chín nạp nhắc sáu hiền còn khoản rút lui nữa ăn sáu sáu hiền nói ừ em tư nhớ nhé sau khi biết được nơi nó dấu địa em hãy xin phép nó để vào toilet đàn bà vào toilet là chuyện thường nó không nghi đâu đứng dậy em nên cẩn thận lính nhăn ra khỏi bàn vì ngay khi ấy các tòi lớn tòi nhỏ của bọn ăn sẽ khai hỏa đồng loạt từ sừng sốt bé kiều loan chuyển sang kinh hoàng khai hỏa nghĩa là bắn súng bé bắt đầu hiểu nghĩa chữ tỏi tỏi có nghĩa là khẩu súng làm gì thì được chứ giết người thì không nên thấy mặt bé Loan ngẩn to te, sau hiền lại tưởng cô bé lọ lem chờ được chi tiền. Hắn bèn quăng một sấp giấy bạc trên bàn. Kiều Loan chỉ dám nghĩ đến tiền trục để mua cà rem miếng, ô mai gói và trái cốc dầm nước cam thảo chấm muối ớt. Chưa bao giờ được cho tới 500 đồng, chứ đừng nói là 50 ngàn, nên bé vội từ chối. Thôi, ăn cầm lên đi. Sáu Hiền cười một cách tội nghiệp. Em chế ít à? Vậy ăn lì xì thêm một sấp, chịu không? Không chịu thì hai sấp. Con nhỏ này khó quá ta. ăn chưa thuê ai đắt bằng em cả bọn lũ lượt kéo ra xe, toàn là xe hòm đen xì, chưa yên vị, chín Nạm đã nhảy ra ngoài. Anh ghé tai nói nhỏ điều gì với Sáu Hiền rồi ba chân bốn cẳng chạy trở lên phòng. Sáu Hiền cũng xuống đường chờ. Chín nạm hớt hơ hớt hài đưa cho Sáu Hiền sắp bạc 500, bé loàn gói trong mùa xoa của bé cất sau cái máy truyền hình. Hồi nãy trước khi ra cầu thang, bé thừa cơ mọi người bận tiếu tít, lấy mùa xoa trong túi ra, thực hiện ý định của mình. Hàng ngày cô giáo của bé thường dạy người lương thiện không nên nhận tiền, không có lý do chính đáng chín nạm vừa gói bạc cho bé Loan nhìn thấy rồi gần giọng. Tiền này của em mà. Bé Loan đáp. Phải. À, con bé này tính thật. Tiền công của em ăn xấu trả cho em tại sao em bỏ lại trong phòng. Khi đưa ít thì em chê, trả nhiều lại cố tình không lấy. Rõ ràng là em có gian ý, em định phản ăn xấu phải không? Quay lại xấu hiền, hắn nói. Xin phép ăn, cho em rần con nhỏ một trận rồi đẹp mấy phát ném nó xuống sông Sài Gòn. Xấu hiền, tiến lại hỏi bé Loan. Dù sao anh cũng cho em cơ hội biện hộ, tại sao em bỏ tiền lại? Bé Loan hơi run, chín nạm không đùa, bé Loan đùa hóa thật. Bé vốn liến lấu trong lớp, được khen nhiều lần về tài, nhanh trí, liền trả lời trơn tru. Em không thể bỏ tiền trong túi. Không thể, vì đó là tiền phi nghĩa, không thể cũng vì túi áo chỉ đựng vừa cái khăn tay nhỏ xíu. Một lần nữa, xấu hiền lại hiểu lầm có lợi cho bé Loan. Hắn lờ mơ một vài giây rồi cười. Rồi, chút nữa thì em bị nghi oan. Em không dám mang quá nhiều điện theo mình vì sợ thằng Năm Ngọt biết. Đúng, em khôn ghê, khôn hơn cả thằng chín nạm của anh. Em để tiền trong phòng anh, càng chứng tỏ em trung thành với anh. Cảm ơn em. Thế là thoát nạn, nhưng mới chỉ thoát nạn một nửa. Kiều Loan đên ninh ra đường là có thể chuồn một mặt. Té ra, bé bị vây bọc tứ bề. Bé ngồi băng sau, một bên là sáu hiền, bên kia là chín nạm. Phía trước có xe, phía sau cũng có xe. Xe nào cũng đầy nhóc người. Mặt bé tái mét. Bé nghĩ đến diện mạo của ba má khi trở về nhà bấm chuông cả giờ đồng hồ mà không thấy bé đành lục sắc lấy chìa khóa riêng mở cửa vào, rồi tìm hết phòng này đến phòng nọ cũng không thấy bé. Bà mẹ sẽ giận ghê gớm, má sẽ cằn nhằn tại bà nuông chiều nó nên nó hư, ngang nhiên bỏ nhà đi chơi. Bà cũng sẽ đáp lại là tại má nuông chiều chứ không phải tôi. Đột nhiên má là lớn, khổ tôi rồi, không khéo nó lang thang ngoài đường. Cặp mắt cận thị, tai nghiễn ngãng bị xe cán cũng nên. Giờ khuya xe cộ chạy như điên, khổ tôi rồi. Chị Ngọc từng đi chơi đêm nhiều lần, và những đêm chị về muộn, má cũng kỳ kèo với bà, và lo chị bị xe đụng, nên đêm nay bé Loan vắng nhà bất thân lần. Chắc chắn má cũng sẽ nói như vậy. Em Teo à? Sáu Hiền hỏi bé. Teo là cái chắc. Nếu Sáu Hiền thấu hiểu tâm trạng của bé thì còn Teo gấp bội. Bé Loan gật đầu nhẹ nhẹ. Sáu Hiền nhún vai. Teo là phải. Trước giờ lâm sự, ngay cả anh là tay chuyên môn còn Teo huống hồ con ghế như em. Nhưng chỉ được quyền Teo hơi hơi. Teo cho phải đạo thôi. Teo nhiều không được đâu. Xe chở kiểu Loan, đậu gần một building cao lêu nghêu đèn tháp sáng choang, những chiếc xe đi sau ngừng lại ở xa, mọi người ngồi luôn bên trong, sau hiền chỉ chiếc xe đua mui trần sơn đỏ đang đậu ngang lề. Đó là xế hộp của thằng Năm Ngọt, nó đến lâu rồi, nó sắp ra rồi đó, em ráng đi, cả băng trông cậy vào mình em. Em nhớ kế hoạch của anh chứ, cứ núp trong bóng tối, khi nó mở máy thì rút vào càng của xe nó rồi ngã lăn kền ra đất. Hồi em làm ăn trong băng thằng Lâm thổi kèn, em đã mòi địa của hơn một chục thằng chủ xe nhà giàu bằng cách giả vờ bị càng xe hút té, đúng thế không, em tư phú thọ? Không. Lại teo rồi, can đảm lên đi. Chín nạm nắm tay bé Loan kéo về phía tường. Tòa nhà đầy ánh đèn, phía bên này lại tranh tối tranh sáng. Sau bức tường thì lại quá tối. Sau hiển bỗng reo lên. Kìa, nó ra. Bé Loan run cầm cập. Chân bé đứng không vững. Bé nói lầm rầm một mình. Cho em về thôi. Hai tên, dù đáng không nghe tiếng than thở tuyệt vọng của bé chúng còn bật dán mắt vào gã đàn ông trung niên phục sức bắn bao. Khoan thai đang từ nhà hàng sáng đèn bước ra. Tòa nhà là khách sạn thì phải, vì ở cửa có người mặc quần áo đỏ nẹp vàng. Đội mũ đính tua kim tuyến lòng thòng đứng gác. Năm Ngọt dừng lại nhìn bốn phía. Người gác khom lưng chào cung kính. Năm Ngọt có bộ rô mép gọt tỉa công phu và cái cà vạt thắt thật tròn trịa. Bé Loan mới nhìn thấy đã có cảm tình. Chín nặng thì thầm. Nó lên xe rồi đó, em thấy rõ chưa? Tiếng động cơ nổ giòn ngon lành. Sáu hiền xô bé Loan từ bóng tối ra giữa lề. Nào, trổ tài đi. Đèn pha của chiếc xe đua nhấp nháy làm bé Loan chói mắt. Bị đẩy mặt, bé loạn choạng vừa vặn chiếc xe trở tới. Sau hiền dẫn bé nằm quay trên đất xong bé lại ôm lấy càng xe. Tài xế thắng lại ngay và bé Loan ngã ngồi bên lề, nửa sợ sệt, nửa bần thần. Năm ngọt, hoàng hốt, mở cửa xe. Hắn đỡ bé Loan giọng ngọt ngào. Cô có bị thương không? Bé Loan lắc đầu, năm ngọt, tỏ vẻ bực bội. Cô vô ý quá, trước khi vượt qua đường phải nhìn hai bên cẩn thận. Vô ý như thế thì mặc áo sơ mi gỗ như chơi. Bé Loan phản đối. Thưa ông, dù vô ý đến mấy, em cũng không bao giờ mặc sơ mi gỗ. Tại sao? Vì áo sơ mi phải may bằng vải. Năm ngọt bật cười. Lối nói ngây thơ của bé thích hợp với biệt ưa chân cốm của hắn. Người gác cửa xung xoe đến gần. Thưa ông Năm, bọn gái thường giả bộ bị xe cán để vòi tiền. Ông thí cho nó vài tờ là xong. Năm ngọt, nhăn mặt. Bậy nào, đây là con gái nhà lần không phải gái chùa. Ăn dìu cô bé vào building, dường như cô ta hơi khập khiễng. Bề nào thì tôi cũng phải đợi cô ta khỏe hẳn mới đi được. Mau lên đi, kéo bọn cấm và nhà báo túa đến thì mệt. Khách sạn của năm ngọt thuộc loại sang. Phòng tiếp tân gồm toàn ghế lót nếp da đỏ êm ái, nền nhà bóng loáng, soi gương cũng thấy được nếp nhăn. Người gác le te kiếm nước ngọt. Năm ngọt kéo ghế ngồi gần bé, giọng dịu dàng. Cũng may em chỉ bị xây sát xoàng. Cớ sự xảy ra là do lỗi của em nhưng giờ này anh không muốn tìm trách nhiệm phải quấy của ai. Anh thấy em không bị gì là được, áo em bị vấy bùn, anh sẵn sàng bồi thường cho em. Thôi em cầm tạm một ngàn nhé. Bé Loan lặng thinh. Áo chị Ngọc bị vấy bùn thì chết. Chị thương áo hơn em ruột của chị. Chị diện đồ xoa rê. Bé chỉ đụng nhẹ ngón tay là chị đã la rầm. Cái con quý kia, tay mày bắn như vậy, làm hỏng áo đẹp của tao. Sáng mai mà thấy áo vấy bùn, chị Ngọc cũng sẽ cùng bưu đầu. Thật vậy, chị Ngọc có bàn tay tuyệt đẹp kép của chị tưởng bàn tay ngọc ngà này chỉ biết dạo dương cầm, họ đâu có biết nó còn biết làm một việc khác là cũng đầu bé loan một ngàn được không? không được thì hai ngàn. bé loan vẫn tiếp tục lặng thinh. thôi đây ba ngàn, em dư sức may cái áo đầm mới. bé loan ngước nhìn năm ngọt thách thức. cảm ơn ông, bà má em cấm em nhận tiền của người lạ. năm ngọt lại cười. trong đời trùm dũ đáng, có lẽ hắn chưa hề gặp ai chê tiền một cách kỳ quặc như bé loan. hắn hỏi bé em bao nhiêu tuổi? Bé Loan nói dối. Thế này là 16. 15-16 tuổi như em mà biết chê 3 ngàn bạc giữa lúc người khôn của khó này. Em dễ thương lắm. Đừng kêu tôi bằng ông. Kêu bằng anh cho thân mật. Nè em còn nhỏ mà ăn mặc như người lớn. Lại vẽ mặt như đào hát. Thôi em chơi địa của anh. Thì anh mời em cụm ly với anh. Được không? Cái gì chứ cụm ly thì được gấp. Bé Loan vốn thèm uống quanh năm. Đây là lần đầu bé vào bar. Má cho hay bar là nơi bán rượu mạnh dành riêng cho người lớn. Con nít không được bén mảng tới đã đành. Ngay cả đàn bà thiếu nữ lá ngọc cành vàng cũng phải tránh cho xa. Đêm nay bé trốn ba má, anh vụ xem thế nào. Chú bồi bưng lại hai ly nước nâu vàng. Bé còn đang bối rối thì chú đã đặt hai ly cà rem vani cao ngất ngưỡng cách bé một mét. Thơm ghê là thơm. Chả biết của bé hay là của ai. Bé xả lại, đớp lấy đớp đầy. Năm ngọt ngồi uống rượu một mình rồi nói. Đây đúng là con nít chính hiệu chứ không phải giả vờ. Ăn cà rem xong, bé loan ngồi đối diện với năm ngọt cuộc tâm tình bắt đầu. Bé kể lại tại sao bé lại mặc áo của chị, dùng son vấn của chị và mang giày của chị. Chẳng qua bé hận người lớn. Bé sắp kể đến giai đoạn xấu hiền kêu điện thoại thì cái đồng hồ quả lắc tai hại kêu lên giòn giã. Thậm chí Nguy đã 11 giờ, bà má đã về. Bé lật đặt xô ghế, bé lật đặt xô ghế, nằm ngọt giữ lại. Ô kìa, em định đi, đi đâu? Giọng bé khán đặc. Em phải về, ba má đánh chết. Yên tâm, anh sẽ lái xe đi em về tận nhà và xin lỗi bà má cho em. Từ lâu anh hằng mong ước được cặp kè với một cô em bé nhỏ ngoan ngoãn để trò chuyện tầm phào và khiêu vũ. Em biết nhảy đầm chứ? Nhảy đầm à? Em cũng biết sơ sơ, đi được một vài bài cha cha và silo. Vậy thì anh mời em đi nhảy. Bình sinh, bé Loan khoái nhảy một cây. Chị Ngọc vẫn thèm đôi cẳng dài và dẻo như kẹo của bé. Bé không học, chỉ nhìn thiên hạ khiêu vũ mà cũng biết nhảy. Lại còn nhảy giỏi nữa là khác. Bà thường thở dài, cái con loan này học hành thì tối dạ nhất nước mà học nhảy thì lại là thần đồng, mặt hạng con ơi. Bé loan ham vui quên luôn cả ba má, bé gật đầu hồn nhiên. Năm ngọt hỏi, ăn quen nhiều tiệm nhảy, riêng đêm nay anh muốn em có quyền lựa chọn. Em là cô bé lọ lem của anh đấy, nào muốn đi nhảy ở đâu? Nhà hàng lọ lem đi. Anh chưa hề nghe tới nhà hàng lọ lem, em đã đến lần nào chưa? Cũng chưa. Thế sao em lại biết? Chị em đọc báo, thấy tiệm này mới khai trương. Càng tốt, để anh hỏi bồi địa chỉ của tiệm lọ lem. Mấy phút sau, bé Kiều Loan đã ung dung ngồi bên năm ngọt trong chiếc xe mui trần lộng lẫy. Nhà hàng lọ lem ở cuối một con đường vắng vẻ buồn hiu gần bến tàu. Xe đậu lại, một chú bồi phục sức sặc sỡ chạy ra khúm núm mở cửa. Năm ngọt chăm chú ngó bồi rồi hết hàm. Tôi trông anh quen mặt quá, hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi phải không? Nhưng chú bồi lắc đầu quay quậy. Thưa có lẽ ông nhớ lầm, tôi chưa được vinh hạnh gặp ông. Năm ngọt lấy tay che gió để châm thuốc lá. Nhà hàng này có vẻ không được tiện lắm, thôi mình đi chỗ khác nhé. Bé Loan phụng phịu. Thôi vào một lát đi mà. Những bóng đèn xanh đỏ rực rỡ và những tiếng nhạc giật gần từ vũ trường vọng ra làm bé Loan nôn nao. Sau một phút ngần ngại, Nam Ngọt đành bước theo bé Loan, đến cửa hắn lầm bấm. Không lẽ mình nhớ lầm, cái thằng này có cái thẹo trên màng tang, nhưng đã đến nơi rút lui cũng khó. Dù sao, Nam Ngọt mình cũng là dân chơi có môn bài, miễn hồ mình mở rộng tay vào mắt, khẩu súng dưới nách được nạp đạn đàng hoàng trừ khi thằng Sáu Hiền phục kích mình. Bồi cung kính dẫn hai người đến một cái bàn ở góc, nhưng năm ngọt không chịu. Đổi bàn khác đi. Bồi đáp, thưa chỉ còn có mỗi cái này. Vũ trường không được rộng mấy, xong được trang trí khéo léo nên gây được cảm tưởng rộng và được kê nhiều bàn. Khách đến khá đông, ai nấy phục sức chỉnh tề sang trọng. Soạn ra thì cũng đeo cà vạt, một phần ba số bàn vẫn còn trống. Năm ngọt chỉ tay, tôi lấy cái bàn ở gần cửa. Thưa, tuy trống nhưng nó đã có khách giữ chỗ, cả bàn này nữa. Dạ thưa mọi bàn đều được đặt trước, bàn dành cho quý vị là cái sau cùng. Năm Ngọt không hài lòng trước lời giải thích của Bồi, nhưng hắn cũng nhuyễn miệng cười vui vì lây cái vui tràn trề của bé Loan. Trừ sàn nhảy tròn có đèn sáng, phần còn lại của vũ trường chìm trong cành tối lờ mờ. Bàn nhạc khuất sau tấm bình phong, quầy rượu cũng nửa sáng nửa tối. Vũ trường lọ lem, tỏ ra thích hợp với sự hẹn hò của trai gái yêu đương. Bé Loan vẫy bồi. Cho nước bom pha cà rem, thật nhiều cà rem và lấy cho cái ly cối. Năm ngọt xoa bàn tay mũm mĩm của bé. Ngồi bên em ăn quên được tất cả những cái bẩn thỉu khốn nạn ở đời. Bé Kiều Loan đã có sẵn thiện cảm với Năm Ngọt, lời nói chí tình của hắn làm bé bừng tỉnh, giọng Năm Ngọt bâng khuâng. Đời mình đang tươi đang đẹp như vậy mà có đứa lại muốn cho mình đi tàu suốt. Bé Loan nhổm đít. Đi tàu suốt là thế nào hả anh? Là chết, là bị giết. Trời đất ơi! Em có nghe ai nói tiếng đi tàu suốt chưa? Rồi, thế còn sơ mi gỗ? Là cái hòm đựng xác chết. Địa là gì? Là tiền. Thế còn giò heo? Là súng lục. Trời đất. Em kêu trời vì em còn nhỏ, còn quá nghi thơ, chưa dính những đề tiện của cuộc sống. Anh làm nghề sử dụng giò heo từ năm 20 tuổi, nghĩa là trên 20 năm nay, anh đã cho cơ man nào đứa đi tàu suốt. Nhưng thật ra thì... Làm nghề của anh không tốt anh ơi. Em là đứa con gái thứ nhất và sau chót thành thật chỉ trích anh. Chưa đứa nào dám phê bình anh cả, vì chúng nó sợ anh. Anh giữ tợn một cây, chúng nó cũng sợ cái bót vơi của anh. Nói cho đúng, anh đâu chủ trương làm nghề bất lương này, chẳng qua do hoàn cảnh mà ra. Cha mẹ anh mất sớm, anh được bà cô mong về nuôi, tiếng là nuôi kỳ thật là ở đợ, còn cực nhục hơn làm tối tớ. Từ sáng đến tối không nghỉ, anh uống thiếu thốn, lại không được trả một đồng. Khổ quá hóa liều, anh nổi loạn cãi lại bà cô, đánh bầm mặt mấy thằng em họ, cậy dầu làm phát, rồi vù lên Sài Gòn lập nghiệp. Mới 9 tuổi, anh đã ngồi nhà đá về tội móc túi, Mãn Tù anh trở thành yên hùng bến xe, thoạt đầu chưa giao, sau đến chơi súng. Tổng cộng trong mấy chục năm sống ngoài lệ xã hội, anh đã ra tòa 18 lần ngồi tù 13 năm, chưa kể những lần ngủ bót. Thế anh không hối hận sao? Cũng có chứ, nhưng khi hối hận thì đã muộn, đã ngập đến tất cổ. Cùng an tòa án khám đường không tha cho anh. Bạn bè cùng nghề cũng không tha, họ đang rình rập anh, chờ anh hỡ hình để cho anh mặc sơ mi gỗ. Hồi nãy khi chưa gặp em, anh thấy đời là sự đều giá lừa lọc. Khi thấy nụ cười của em, anh bỗng hình hoan khác thường. Giá anh đàng hoàng cưới vợ sớm thì đã có con gái bằng tuổi em. Tội nghiệp ghê, dám mà nó còn sống. Ai còn sống? Thì đứa con đầu lòng, hòn máu rơi của anh. Lẽ ra anh không nói, nhưng nếu không nói thì lương tâm cũng cắn rứt. Thú thật với em đêm nay anh định rủ em vào đây, bỏ thuốc mê vào rượu, lừa em uống rồi trở về nhà xăm. Nhà xăm là nhà gì? Là nơi đàn ông và đàn bà anh nằm với nhau. Nơi nào mà chẳng có đàn ông và đàn bà ở với nhau. Ba ở với má em nè, nhưng mà anh nằm à, anh chở em đi sao được, em phải về ngủ với má, em mà về muộn là má đánh chết. Ừ, muộn thật rồi, trò chuyện sơ sơ mà đã gần nửa đêm, thôi để anh đưa em về. Giọng bé Loan bỗng run rẩy. Đừng, anh đừng về. Năm Ngọt siết bàn tay lặn ngắt của bé. Lạ thật, tay em sao lại lặn thế? Tại sao em sợ? Tại sao đòi về rồi lại yêu cầu đừng về? Nếu anh về, người ta sẽ cho anh đi tàu suốt. Bàn hai người ngồi không có ánh sáng, tuy vậy bé Loan vẫn nhìn thấy mặt Năm Ngọt tái mét. Năm Ngọt hết vạt áo vét tông để lội một cái giò heo đen xì. Ai nói với em? Sáu hiền và chín nạn. Năm Ngọt có cảm tưởng như trời đất đang nổi cơn bão lớn, gió thổi ầm ầm bên tai. Hắn đã linh tính tai nạn, xong hắn không ngờ kẻ mang tai nạn đến cho hắn. Lại là cô bé khả ái, từng làm sống dậy trong lòng hắn những kỷ niệm êm đềm. Hắn là người từng trải nên ngay giây phút gây cấn ấy vẫn còn giữ được bình tĩnh. Em làm việc cho Sáu Hiền à? Đời nào, họ bắt buộc em họ bày ra trò đụng xe để em đi nhảy với anh rồi tìm cách giết anh họ không hỏi thêm gì khác sao có điều họ muốn hỏi là anh cất tiền ở đâu như vậy họ còn cho ăn sống thêm vài phút nữa họ chỉ nhằm ăn về phần em thì chắc họ không đụng tới anh sẽ dùng em làm mộc em đứng lên anh sẽ bước theo em không được đâu em mà đứng lên là họ sẽ nổ súng họ núp ở đâu khắp mọi nơi trên trần chung quanh toàn thể nhân viên của tiệm lọ lem đều là nhân viên của sáu hiền và người nào cũng có súng nằm ngọt lừ mắt quan sát quanh vũ trường những cặp trai gái ngồi gần đã thầm lặng biến dạng chỉ còn lại những người cuối cùng ở gần cửa ra vào và kỳ cục thay họ đều là đàn ông loại vai u thịt bắp loại gạc được co chuyên nghiệp không phải loại hào hoa phong nhã thân chủ quen thuộc của hộp đêm khi hai người mới đến có ba cặp du dương ra đít với nhau trên sàn nhảy giờ đây cũng chẳng thấy bóng họ đâu nữa tiếng nhạc giật gân được thay thế bằng độc tấu với một nhạc công chơi dương cầm mọi người đã lên ra ngoài sửa soạn cho cuộc tổng tấn công sắp tới. Với dáng điệu chững chạc, năm ngọt rút trong túi ra cái hộp vàng khối dẹt, đựng thuốc lá. Hắn giả vờ lấy thuốc để kiểm soát trên nhà. Qua ánh phản chiếu của nắp hộp, hắn thấy rõ một một cái họng tròn xoe của khẩu súng 12 nằm dài. Loại súng nằm dài 12 ly, chỉ tương một phát là voi cúng súng. Năm ngọt vươn đầu về phía bé Loan. Cứ tiếp tục nói chuyện đi em, để anh liệu. Sau lưng anh có phải có một thằng bồi mới vào không? Có, nhưng nó lại ra rồi. Nó đến thăm dò đó, thoát khỏi ổ phục khít này rất khó. Chắc anh phải bỏ xương lại đây. Em sẽ ráng giúp anh. Có em một bên anh thấy can đảm và may mắn hơn lên. Chẳng biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Căn nhà này chính là tiệm nhảy trá hình của thằng xấu hiền. Nó quét vôi xếp đặt bàn ghế treo đèn kết hoa vội vã để đón tiếp anh. Nếu mình tắt được hết đèn thì có hy vọng thoát thân. Nhưng làm thế nào hả anh? Nó làm hối hả nên chắc chỉ có một cái bật đèn duy nhất cho cả phòng. Sau lưng anh chết về phía trái em có nhìn thấy gì không? Có thấy chậu hoa bên cạnh chỗ hoa thế nào? Có cái gì vuông vuông bằng sứ trắng, giống như cái bật đèn. Đúng rồi, bật đèn tắt đèn là ở đó. Tiệm nhảy được làm hấp tấp nên người ta chỉ mắc một đường dây chung cho tất cả các ngọn đèn. Làm cách nào bắn vỡ nó là được, em cứ giả vờ nói chuyện đi. Nói chuyện gì hả anh? Em sợ liếu cả lưỡi. Thì em đọc bản tính nhân cũng được. Tiếp tục cho đến khi nào anh bảo ngừng thì thôi. Em ngồi nghiêng sang bên này, rồi nghiêng thêm tí nữa. Anh muốn em che giấu bụng anh để anh rút súng. Em phải nghe cho rõ, anh sắp sửa bắn vỡ cái bật điện. Anh giả vờ dụi mắt thì em đứng lên, ghé miệng thổi vào mắt ăn làm như thế ăn bị hột bụi dính trong mắt. Anh hy vọng chỉ hổ một phát là điện tắt, vì nếu bắn trật là chết. Không riêng gì ăn em cũng chết lây. Hãy đèn tắt, em hãy nằm lăn ra đất, nằm áp xuống và bò bằng tay càng xa càng tốt. Đừng ngẩng đầu lên, kéo mất chỗ đội nón nghe em. À, đừng bò ra cửa trước, bọn xấu hiền đang phục bên ngoài. Anh nhìn thấy sau chỗ kiếng có tấm màn cửa nghĩa là sau tấm màn cửa có cửa và cửa này mở ra cầu thang lên tầng trên. Đến cầu thang thì ba chân bốn cẳng phóng lên thật nhanh, không nên lừng khừng, nếu anh chưa chết, anh sẽ lên theo. Dù sao, anh cũng sẽ chờ cho em thoát hiểm. Chắc chắn anh sẽ thoát mà. Cảm ơn em. Nào, lọ lem, chuẩn bị thổi bụi cho anh đi. Khẩu súng của năm ngọt nhảy gọn vào lòng bàn tay, nòng sắt gần chạm vào má bé Loan. Tiếng súng kêu lớn như trái bom lớn nổ trên đầu. Năm ngọt bắn thật tài, mọi ngọn đèn đều tắt ngúm theo dự tính. Kiều Loan khỏi cần phóng mình trên nền nhà vì tiếng động sấm sét đã sâu bé ngã sóng xoài. Bé vội vàng, lẹ làng như con chuột trong chớp mắt đã bò ra đến nơi cây chậu kiến. Cái bàn của hai người hồi nãy đã bị lật đổ, chai ly rớt vỡ loang xoang, một cục đá bắn trúng gây bé Loan. Hoàng hồn, bé bò nhanh hơn, trong khi ấy nhiều tiếng súng khác nhau thi đua nổ trong tiệm nhảy. <laughs> hàng chục lần chớp màu da cam xẹt ngang xẹt dọc, ngoằn ngoèo từ bốn phương tám hướng chỗ nào cũng có, từ cửa ra vào, từ bục dàn nhạc, từ các bàn của thực khách, từ trên trần nhà. Giữa những tiếng súng điếc tai ấy, sang sàng tiếng nói của Sáu Hiền, bọn mày cố bắt cho được con tư, nó phản anh em mình. Nhờ cái áo đầm của chị Ngọc sẫm màu, bé Loan không bị lửa đạn phát hiện, bé không biết năm ngọt ở đâu vì sau tiếng súng khai mạc, năm ngọt đã không bắn thêm phát nào và cũng không hề nhúc nhích trong bóng tối bé loan chui luồn dưới tấm màn may quá phía sau đúng là có cái cửa và cánh cửa chỉ khép bé lĩnh vụt khỏi phòng ngon ơ theo lời năm ngọt dặn bé loan nhoài mình qua ngưỡng cửa rồi vụt đứng dậy qua một tia lửa da cam bé loan thoáng thấy rõ những bậc cầu thang đá rửa màu trắng cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn mỗi lúc một thêm hung dữ bé loan lên hết khuỷu thang điểm tĩnh nhô đầu qua cửa lan can quan sát chiến trường trời tối mò một lùm đèn bấm rực sáng bé mừng rú năm ngọt khom lưng từ vũ trường bước lùi qua màn cửa, khẩu súng trên tay khạc đạn liên hồi nhằm ngăn cản phe sáu hiền rượt theo. Lên đến chân thang, hắn trông thấy bé Loan song vẫn quay mặt về hướng vũ trường. Một bóng đen hiện ra ở khuỷu thang, tên thuộc viên của sáu hiền có trách nhiệm canh giữ tầng trên. Bóng đen ngập ngừng một giây đồng hồ giơ súng, chưa dám bắn, có lẽ hắn sợ bắn lộn kiểu Loan. Sau cùng, họng súng chĩa vào lưng năm ngọt. Bé Loan kêu thất thần. Cẩn thận, anh Năm. Tiếng kêu bất thần của bé Loan làm bóng đen run tay, viên đạn bay lạc vào tường và năm ngọt đã có đủ thời giờ triệt hạ bóng đèn bằng một thế tác xạ tuyệt vời. Bóng đèn rớt khí giới lăn lông lốc trên cầu thang. Năm ngọt dắt tay bé Loan chạy như bay lên lầu. Vũ trường choán một phần tầng dưới cùng của cao ốc. Từ lầu nhất trở lên là văn phòng của các công ty. Ban đêm không ai làm việc, hành lang vắng tanh. Những cây đèn ông chưa rõ từng nếp nhăn trên vầng trán cao và rộng của năm ngọt. Vầng trán thông thái như thế này mà làm tướng cướp kề cũng lạ. Bà thường dạy bé Loan rằng đời người có số không ai tránh khỏi số. Nằm ngọt đập nhẹ vào vai bé Loan. Cảm ơn em lần nữa, em lại cứu sống anh. Hai người dắt nhau lên nóc building, cầu thang gồm nhiều khuỷu Mặc dầu đông đáo, phe sáu hiền vẫn phải rượt đuổi một cách thận trọng, do đó hai người có thể lên đến mái bằng của cao ốc suôn sẻ. Hai người chạy hết cái sân thượng rộng đến cao ốc kế cận, cửa từ nóc dẫn xuống các tầng bên dưới đã được khóa cứng, nằm ngọt ghé tay húc mãi mà vẫn không chuyển động. Bé Loan sực nhớ đến cuốn phim cao bồi tuần trước bé đã xem. Bé liền nhăn nhậu. Bắn ổ khóa đi ăn. Năm Ngọt nói. Anh không muốn dùng súng vì sợ bọn xấu Hiền nghe tiếng. Nhưng anh không còn cách nào khác. Hai đứa vừa trèo lên mái em có nhìn thấy không? Hai bóng đèn còn cách bé Loan chừng 50 mét. Năm Ngọt kề súng. Viên đạn phá nát khung cửa. Hai bóng đèn khạc đạn liên tu bất tận. nhưng năm ngọt và bé loan đã lọt vào bên trong an toàn năm ngọt ra lệnh bây giờ chúng mình chạy xuống bé loan bỗng bị hụt chân năm ngọt kêu lên em có sao không không chỉ cả nhắc sơ sơ năm ngọt đưa vai cho bé vịt hai bóng đen chui qua cửa nóc bắn tưới hột sen về phía cầu thang xương mắt cá bị trẹo kiều loan chạy không được nhanh bé nói kệ em ăn xuống dưới trước đi năm ngọt bồng bé lên hai cánh tay vạm vỡ đâu được chúng nó sẽ giết em Năm Ngọt vừa giết lời thì nhiều phát súng từ phía dưới bắn lên chát chúa. Thì ra bọn Sáu Hiền trực sẵn phía dưới. Trên có địch, dưới cũng có địch. Năm Ngọt đành bỏ cầu thang rút dọc theo hành lang. Tầng lầu này cũng vắng tanh, cửa đóng im ỉm. Bên trong không có người ở. Cũng như cao ốc vũ trường. Đây là cao ốc cho các công ty thuê và đặt văn phòng. Một loạt đạn khác lại bắn tới. Hai ba đầu người nhấp nhô, nằm ngọt lấy cờ. Vài tiếng kêu rú thảm thiết cho thấy phe sáu hiền có người bị trúng đạn. Năm ngọt loay hoay mãi mới mở được cánh cửa cuối hành lang. Phe sáu hiền chặn bít mọi lối xuất nhập bằng hàng rào lửa đạn liên tục. Năm ngọt bắn hạ thêm hai tên nữa trước khi khẩu súng phát ra tiếng cộp khô khan. Năm ngọt thở dài. Nguy rồi, ăn hết đạn em ơi. Bây giờ anh tính sao? Sau cửa sổ có cầu thang tru nóc dành cho nhân viên cứu hỏa. Bọn sáu hiền không có ở phía đó. Em hãy bám lan can, tuột dần xuống. Chào em, cô bé lọ lem. Em không thể bỏ ăn một mình. Đâu được, em vô tội, không dính dấp đến chuyện riêng của anh. Em tốt với anh thế này đã là quá đủ. Trên đời, anh chưa gặp ai tốt bằng em. Tiếng thì thào của hai người bị tiếng quát của sáu hiền ngoài hành lang lớn át. Nó hết đạn rồi, đèn đâu rọi lên cho tao. Năm ngọt, dục bé Loan. Nhanh lên đi, em còn chần chờ gì nữa. Bé Loan chưa kịp đáp thì cánh cửa do năm ngọt dùng lưng chén giữ bị đẩy bật ra hai bóng đen lực lưỡng ù vào năm ngọt vùng tay đánh ngã tên thứ nhất tên thứ nhì lãnh một cái đá như trời giáng văng tròn vào góc trúng người bé loan đau điếng ánh đèn sáng rực thoát đầu là đèn bấm sau đến đèn điện trong phòng thuộc viên của sáu hiền đứng lố nhố năm ngọt lùi sát tường vét tông rắt tươi tả và đẫm máu với cặp mắt sợ hãi thất thần sáu hiền nâng khẩu súng gần giọng mày biết tội chưa năm ngọt bóng môi không đáp sau Hiền lặp lại câu hỏi. Đến khi ấy, Năm Ngọt mới cười nửa miệng. Trước khi hỏi, mày đã biết tao không bao giờ xin xỏ. Giá tao có xin, mày cũng không tha mà. Thế mày cất giấu tiền của băng ở đâu? Năm Ngọt không trả lời cúi mặt xuống. Sau Hiền bèn hỏi bé Loan khi ấy được dựng dậy. Còn mày, từ phú thọ, nó có nói với mày số tiền giấu ở đâu không? Bé Loan đáp. Tôi không phải là từ phú thọ. Tao biết. Tao vừa biết mày không phải là con tư, nhưng điều này không có gì quan trọng nữa. Tao chỉ cần biết nó giấu tiền ở đâu, thằng năm ngọt có nói với mày không? Năm ngọt dịu dàng, có, em đáp rồi đi. Bé Loan liền đáp, có rồi. Sáu Hiền nhăn mặt bóp cò. Viên đạn bắn gần mục tiêu xuyên lúng bụng năm ngọt. Nạn nhân ôm bụng ngã ngồi. Bé Loan giật khỏi tay một người đang giữ bé, chạy đến cào cấu Sáu Hiền, miệng thét lên, đồ giết người. Sáu Hiền xô bé té nhào xuống, miệng hắn vẫn ra ra, còn khốn nạn nói ngay cậu chết, nó giấu tiền ở đâu? giọng năm ngọt vẫn dịu dàng. Cái dịu dàng của kẻ hấp hối đang vĩnh biệt người thân. Từ từ hãy nói lọ lem, kéo dài chừng nào hay chừng đấy. Em chưa nói thì chúng nó còn cho em sống. Chính là tông mũi giày vào mặt năm ngọt, nạn nhân dọng đầu vào chân tường, máu me đầm đìa. Nước mắt cũng đầm đìa hai má bé Kiều Loan. Bé đã hiểu, tướng cướp năm ngọt đang tìm cách cứu bé. Năm ngọt chưa hề nói gì về số tiền cất dấu. chẳng qua muốn lừa gạt bọn xấu hiền. Tuy bị đánh đau, cộng với vết thương làm ruột đổ lòng thòng, Năm ngọt vẫn tiếp tục dậy khôn cho bé Loan và như mồi xấu hiền. Nhiều tiền lắm, thằng sáu không dám đụng đến em đâu. 6 triệu đồng, chưa kể đến số tiền riêng do anh để dành gom góp. Sáu hiền nói, rồi mày coi, coi con lọ lem này kéo dài được đến chừng nào. Nói đoạn, hắn chọc tay bé Loan vặn thành vòng tròn, bị xoắn khéo tay trong thấy nhu đạo độc địa này. Bé Loan kêu đau ai ái và quỳ gối trên đất. Sáu hiền ấn mặt thêm, chịu mở miệng chưa lọ lem. Bé Loan không thể mở miệng vì lẽ giản dị bé hoàn toàn mít đặc. Năm ngọt bèn năn nỉ. Thôi đi xấu, tao lại mày. Mày hứa với tao là cho con nhỏ lọ lem vô tội ra khỏi nơi này rồi tao sẽ nói hết. Câu nói của Năm Ngọt được tiếp nối bằng một loạt đạn giòn giã từ hành lang vọng vào. Nhiều ngọn đèn được bật sáng tới tấp. Một thuộc viên của Sáu Hiền từ bên ngoài chạy vào phòng. ăn Sáu, cảnh sát giã chiến đến rồi. Chín nạm hồ, chuồn đi mau. Sáu Hiền thép chưa được, để tao thanh toán con lọ lem khốn kiếp. Hắn vừa súng lên nhưng chưa có thời giờ nhả đạn. Một tràng đạn đã quét rưới trong vòng. Phe Sáu Hiền dàn thành hàng ngang nên hầu hết bị ăn đạn. Bé Kiều Loan bị Sáu Hiền xô ngã. Những viên đạn tiểu liên chỉ réo trên đầu. Sáu Hiền buông súng, té gục cận năm ngọt. Cuộc can thiệp của lực lượng an ninh diễn ra trong vòng nửa phút đồng hồ ngắn ngủi rồi ngưng. Hai ngọn đèn lớn sát tay từ hai đầu hành lang chiếu lại khiến tầng lầu sáng như ban ngày. Sau Sáu Hiền đã dạy dột rút chung vào một căn phòng chật hẹp, do đó trở tay không kịp. Một số nhân chân lẩn trốn bằng cầu thang trôn ốc phía sau, nhưng tất cả đều bị tóm cầu. Toàn băng cướp Sáu Hiền đã bị xa lưới. Dưới ánh đèn, bé Kiều Loan giật nảy mình. Bác Ngân Đĩnh Đạt bước vào. Bác là sĩ quan cảnh sát. Con gái của bác học cùng lớp với bé. Hiện bác đang chỉ huy toán an ninh đột nhập cao ốc. Thấy bé, bác cũng giật nảy mình. Kìa, bé Loan, bé đến chỗ này làm gì? bé trân trân ngó bác nước mắt giàn dụa. cơn ngạc nhiên đã qua bác sờ vào cái áo bé đang mặc và quẹt lớp son trên mặt bé giọng hơi giận dữ bà má cháu có biết cháu giao du với bằng sáu hiền không bác không ngờ bằng sáu hiền gồm toàn những tên du đảng trụng cướp xì ke đầm thuê chém mướn bị cảnh sát truy nã yêu cầu cháu giải thích thì ra bác ngân đang nghi oan cho bé bé loan chỉ biết giải thích bằng nước mắt vì làm sao giải thích và giải thích thì ai tin làm cách nào để giải thích việc bé mặc đồ đầm xòe của người lớn và trang điểm diêm dúa gần như đĩ điếm, nhất là việc bé có mặt trong một vụ nổ súng của đàn cướp. Nhưng tướng cướp Năm Ngọt đã giải thích dùm bé. Thưa ông Cò, chắc ông đã biết tôi là Năm Ngọt. Bé Loan không mấy may dính dáng đến bọn tôi. Bị phe Sáu hiền rượt đuổi, tôi trốn vào nhà bé. Ba má bé đi xin ở nhà chỉ có mình bé, Sáu hiền bắt cả tôi lẫn bé Loan trở về xã huyện để giết. Qua cao ốc này tôi kéo được bé ra khỏi xe, chạy đến đây thì trúng đạn. Dù sao ông Cò cũng quen gia đình bé, bé hoàn toàn vô tội. Bác Ngân nhìn bé, vẻ mặt dịu hẳn, có đúng thế không? Bé Loan khóc to hơn. Bác Ngân nói với Năm Ngọt, đã có băng ca và xe hồng thập tự, nhân viên của tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Theo hồ sơ, các ăn ăn hàng một số nhà tư nhân trong chợ lớn, bằng các ăn đã bắn chết 5 nạn nhân. ăn có tham dự vụ cướp nhưng chưa bắn chết ai. Do đó, Mike ra tòa, anh chỉ bị kêu án 10-15 năm là cùng. Trong trường hợp anh hối lỗi chịu hợp tác với cảnh sát, thì tôi nghĩ là án này còn được giảm xuống nhiều hơn nữa. Tôi nghe nói anh giấu những số tiền do băng các anh cướp được làm của riêng. Anh sẽ được xét xử tối khoan hồng nếu anh khai nơi giấu. Năm ngọt, anh nghĩ sao về đề nghị của tôi? Giọng năm ngọt, mệt mỏi và yếu đuối. Đà tạ ông cò, tôi đã bị rắt ruột, chắc không còn được sống để ra tòa đâu. Vì ông cò gia ân không làm khó dễ bé Kiều Loan vô tội, nên trước khi chết tôi xin tặng ông Cò món quà truy ngộ. Tất cả những tiền và hạt xoàn cướp được tôi giấu trong lốp xe hơi. Ông Cò tìm trong vỏ sơ cua xe đua tôi thì thấy. Bé Kiều Loan ơi, mãi đến phút này anh mới biết tên thật của bé. Bé ráng học giỏi, đừng làm biếng nhé. Năm ngọt, thở hắt rồi liếp đi. Kiều Loan bưng mặt, khóc rưng rức. Bác Ngân kêu bé. Về nhà với bác đi. Bé Loan rầu rầu theo bác Ngân xuống xe. Nhà bé cách đó không xa lắm. Chiếc xe díp nhẹ của bác Ngân chỉ mất 5 phút là đến. Đặt chân xuống đất, bé lại giật lấy mình lần nữa. Bác Ngân nắm tay bé, "Cháu tìm gì?" Bé ngập ngừng, "Thưa bác, cháu làm mất một chiếc giày." Bác Ngân cười giòn tan, Chẳng trách nào, nằm ngọt gọi cháu là cô bé lọ lem. Trong truyện cổ tích cô bé lọ lem cũng đã đánh mất chiếc giày như cháu." Tác giả, người thứ tám